Đây là khung cảnh của chợ Châu Đốc các bạn chị, đây là nhà lồng chợ nè. Đây là cái khung cảnh ngay chỗ trung tâm chợ của thành phố Châu Đốc các bạn anh chị. Thì khung cảnh ngay chỗ này được gọi là bến xe. Bến xe khi mà các bạn và anh chị đến chợ Châu Đốc thì có thể là gửi xe chỗ này đó. Rồi hoặc là khách du lịch đó thường thường để xe ngoài này rồi chúng ta sẽ đi vào chợ. Thì thường thường khách du lịch ở đến đây đến rất là nhiều rồi. Ở đây thường có những khách sạn rồi buôn bán rất là tấp nập. Bây giờ các bạn và anh chị cùng theo chúng mình để khám phá chợ Châu Đốc như thế nào nha. Ở đây thì rất là sôi động và tấp nập nha. Đó, đây thì cái hướng này là vô, đây là bắt đầu vô chợ đó bạn anh chị. Điều đặc biệt ở chợ Châu Đốc á, thì bán rất là nhiều tôm khô rồi những đồ dùng may mặc rất là nhiều. Đây ở đây bán đồ nữa các bạn. Ở đây thì đầu một chợ sáng sớm các bạn. Chợ rất là nhiều đây. Là khoảng 6 giờ mấy sáng thôi. Bắn xe. Chỉ là lôi mày đi năm sau rồi mày kiếm cá không cái mày đi. Và điều đặc biệt là ở chợ Châu Đốc buổi sáng rất là đông các bạn, khách du lịch đến rất là đông. Bốn miếng vàng một cái túi. Bắp nướng. Điều đặc biệt là ở đây bán khô rất là nhiều. Và đặc biệt là ở đây bán khô thì bán khô bán mắm các bạn. Ở đây là bà giáo khỏe đây nè các bạn. Nếu mà đến các bạn đến chợ Châu Đốc thì bán đến bà giáo khỏe đây nè. Bà giáo khỏe đã bán nổi tiếng về mắm khô. Và ở đây thì có những người dân bán ở ngoài nhiều thì người ta cũng bị cơ quan chức năng nhắc nhở để thu dọn vô các bạn. Để bán những cái sạp bán.
cho gì bán chút đi luôn. À, khi các bạn đến chợ Châu Đốc thì tha hồ mà mua các bạn. Bắt bằng tía. Mới chán lắm. Ở đây có bán xoài à. Và đặc biệt là ở đây có bán đồ, bán nước thuốc nốt các bạn ở đó. À, bạn thấy ở đây là người dân đông nhiều rồi. Còn nguyên cái hai dọc hai bên đường ở chợ Châu Đốc thì bán nhiều loại các bạn, rất là bán nhiều đồ thực phẩm luôn. Đây là bán giày dép. Nhóm thử đi nhóm. Cô có sạc các bạn, cô có sạc rất là to. Đây các bạn ơi, cái bên đây. Buổi sáng mà khi các bạn đi đến chợ Châu Đốc để là chúng ta có thể là thỏa sức để mua sắm và mua những cái đồ nha. Một lát một chiếc Nguyễn cũng mua đồ các bạn, thì lúc này mình sẽ quay các bạn xem. Các bạn thấy là chợ Châu Đốc rất là đẹp đây nè, rất là đẹp. Rồi các bạn cùng với mình nhé. Cái khu này là khu ăn uống các bạn, thường ở thử chợ Châu Đốc thì các bạn thấy là cái món bún mắm là bán thấy rất là nhiều, và đặc biệt là những cái đồ chai cũng nhiều đó, rồi bún cá. Và điều đặc biệt các bạn khi đến chợ Châu Đốc thì các bạn nghe đó là cá ba sa. Cá ba sa là rất là nổi tiếng ở Châu Đốc nha. Đây, đặc biệt là rất là nổi tiếng đó, các bạn khi đến đây bạn thấy nè. Đây. Thank you.
35 ngàn, 35 ngàn.